trình, kính mời quý vị cùng đến với một không khí khác hẳn với những điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là điệu nhảy trẻ trung sôi động với nhịp sống hiện đại ngày nay của các em luôn mạnh mẽ. Và sau đây, tiết mục nhảy Young Girl cho các em học sinh khối 1 biểu diễn sẽ thể hiện nhịp sống sôi động của thành phố trẻ hôm nay. Xin mời các bạn học sinh khối 1.